Sau đây là những cái ưu nhược điểm khi mà đi đấu giá nhá. Anh em cần lưu ý và anh em hãy theo dõi hết video, nhớ đăng ký kênh nhá. Đất đấu giá nhá, nó có một cái đặc điểm ấy là phía trước đây là mặt tiền này, đằng sau là mặt tiền này. Nếu mà như những cái lô như thế này nó là ba mặt thoáng, lô như này là ba mặt thoáng này, đấu được những cái lô này vậy ở thích. Đấy, ba mặt thoáng. Đây nhá, đây một mặt nhá, đây một mặt này, đây mặt hai này, và cái đường kia là mặt ba, ba mặt thoáng. Anh em đấu giá lưu ý nhá, hoặc là mua nhà cũng thế, là cảnh quan hạ tầng này. Đấy. Đấy, hè này lại mặt đường đây này, ô tô chạy vào mờ mà. Đấy, cách sân bay ô tô chạy vào này, cách sân bay này. Đấy, nhà hàng khách sạn này. Đấy, hai được một tuổi. Có một cái ưu điểm chết người nữa là cái này, cột điện. Ưu điểm thứ hai